Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Kính thưa cộng đoàn, đời người mong manh tựa như hoa kia sớm nở tối tàn. Hôm nay thông tin về cha Francisco Salesio Lê Văn La Vinh đột ngột qua đời được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đã khiến nhiều người trong chúng ta không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. Cha đã an nghỉ trong Chúa lúc 15:20 thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024 tại tu viện Thánh Martin, Biên Hòa, Đồng Nai sau một cơn đột quỵ. Trong tình hiệp thông, xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho linh hồn cha Francisco Salesio được sớm hưởng tôn nhan Chúa. Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, số 229 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Cáo phó, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam kính báo. Linh mục Francisco de Sale, Lê Văn La Vinh, dòng Đa Minh, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1964 tại bang Mê Thuột, Đắk Lắk, khấn dòng ngày 15 tháng 8 năm 1997, thụ phong linh mục ngày 8 tháng 8 năm 2005, đã an nghỉ trong Chúa lúc 15:20 thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024 tại tu viện Thánh Martin, Biên Hòa, Đồng Nai. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 15:30 thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại nguyện đường đền Thánh Martin, Biên Hòa, Đồng Nai. Linh mục Francisco de Sale sẽ an nghỉ tại đất thánh tỉnh dòng. Kính xin hiệp ý cầu nguyện cho linh mục Francisco de Sale Lê Văn La Vinh, dòng Đa Minh. Kính báo, thay mặt tỉnh dòng, linh mục Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, dòng Đa Minh, giám tỉnh. Kính thưa cộng đoàn, cha ra đi để lại cho chúng ta nỗi niềm thương nhớ và sự tiếc thương vô hạn. Cha An Mai, dòng Chúa Cứu Thế ngậm ngùi chia sẻ rằng: mong manh thật, được tin người quen nhờ cầu nguyện cho cha Francisco Salesio Lê Văn La Vinh thuộc dòng Đa Minh vừa về nhà cha. Không lạ gì với cha lắm, lần kia lên Buôn Ma Thuột chơi thì có ghé qua nhà và thăm cha Francisco Salesio Lê Văn La Vinh cùng gia đình. Ai nào đó thân quen thì đều biết cha là người năng động, cũng như mang niềm vui và tiếng cười cho người khác. Ở cái tuổi làm việc đang tốt, bỗng dưng Chúa dừng tay như người thợ dệt cắt ngang hàng chỉ vậy. Qua những biến cố này, mình lại càng xác nhận và xác tín. Sự sống và sự chết ở trong tay Chúa, để rồi ta bình tĩnh sống. Sống ngày hôm nay như ngày cuối đời của mình và sống đẹp nhất có thể. Cha ra đi, mình sốc thật. Vài ngày trước, vài cha quen biết cũng chữa trị tim vì tim có vấn đề. Một cha xuất viện, tưởng chừng ổn nhưng lại vào viện vì tim có vấn đề. Cái phận người sao mong manh thế, nhìn người, nghĩ ta. Với tất cả những biến cố trong cuộc đời như thế, ta lại thấy được cái thân phận con người mong manh thật. Thời nay, có những trường hợp ra đi ở tuổi chưa cao và có những sự ra đi đột ngột. Chính vì thế mình lại giật mình để nhìn lại mình và cầu nguyện. Mình xin Chúa cho mình được thanh thản, được bình an. Với sự ra đi của cha Francisco Salesio Lê Văn La Vinh, xem chừng cũng có cái gì đó hay hay. Cha đi nhẹ nhàng và thanh thản, không phiền đến ai. Mình rất ngán và rất sợ cảnh nằm lâu, nằm dài mà chả giải quyết được chuyện gì. Gia đình thì đơn chiếc, người thân lại neo người, sợ và sợ lắm chứ. Thế nhưng trong tất cả bao nhiêu nỗi sợ lại phú dâng cho Chúa. Phú dâng cho Chúa, bỗng tâm hồn lại thư thái, bình an. Thôi thì Chúa cho còn sống ngày nào thì mình sống hết mình, hết tình với Chúa và với anh chị em là được. Bình an, và bình an lắm với cuộc sống hiện tại. Dĩ nhiên lâu lâu trái gió trở trời cũng mệt mệt chút vì có tuổi. Thế nhưng tạ ơn Chúa lắm lắm. Tối qua ngủ trong không khí mát mát, tạ ơn Chúa vì những ngày trước đó thì hầm hầm khó chịu, mong khí hậu ổn như tối qua là được. Ngày mới an yên nhé cả nhà ơi. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời chả ai nói trước điều gì cả. Cuộc sống của con người mong manh vô thường quá. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là một giấc điệp, qua mau núi tiếc chi bóng sầu.
cha đã vứt bỏ sau lưng tất cả để ra đi theo tiếng gọi của trời cao, đi về nơi vĩnh cửu, được nghỉ yên bên Chúa, đấng cha luôn khao khát, kiếm tìm. Thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt người mục tử với tâm hồn đầy khát khao, yêu thương và hy vọng. Sự ra đi của cha là lời nhắc nhở mỗi người ở lại, hãy sống giây phút hiện tại làm sao cho vẹn tròn, ý nghĩa, bởi mỗi phút giây qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Mỗi người hãy biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có, bởi ai cũng chỉ sống một lần và cũng chỉ chết một lần mà thôi. Trong Chúa, cha đã đi trọn hành trình nhân thế, đã dâng hiến tất cả, đã trung thành và thực thi thánh ý Chúa cách vẹn tròn. Xin Chúa hãy hàn gắn, xoa dịu và lau khô mọi giọt lệ còn vương trên mắt những người thân thương của cha. Sứ vụ nơi trần thế này của cha đã khép lại, nhưng hoa trái của những việc làm mà cha dành cho giáo hội, cho hội dòng, cho những nơi cha từng phục vụ sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim mọi người. Trong ngày tăng thương này, chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và ân sủng, thưởng ban cho linh hồn cha Francisco Salesio sớm được chiêm ngưỡng thánh nhan người, vì đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và ơn cứu độ của Đức Kitô phục sinh, xin cho linh hồn cha Francisco Salesio được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.